Xin chào YouTube. Mấy tuần trước, tôi đã bắt đầu một cuộc thi để chọn avatar mới của channel này. Sau khi tôi gửi video trên YouTube, tôi đã có nhiều phiếu bầu để chọn một avatar. Tôi đã xem mấy phiếu bầu để giúp tôi chọn avatar. Có mấy phiếu bầu tốt và mấy có sâu. Chắc là anh ấy ngủ đần đon đơ đơ. Vậy đây là avatar và phần trăm số phiếu. Vậy, đây là avatar mới của tôi. Tôi muốn nói cảm ơn bạn và đừng quên nhấn subscribe. Chào.